xem nó được chưa. Được rồi đấy. Cái phần guốc của cô em mở ra nó bị mã hóa ấm. Mã hóa nó như nào mà mã hóa ấy? Đây à? Các bạn có, các em có bị sao hả? Hả? Em có bị sao? Dung bị bình thường luôn. Ừ. Dung bị nào? Em đau lại đi. Nhỉ? Yeah. Các bạn bình thường thì chứng tỏ là mỗi mình em thôi. Nhỉ? Yeah. Được không? Được chưa em? Nhá. Yeah. Đây. Bài này các em nhìn này. Sẵn sàng chưa? Cô để cô giảng đây. Các em. Ok. Cái dạng bài này nó xảy ra rất nhiều em nhé. Là một cái dạng bài mà hai bảng nó có mối quan hệ một nhiều. Đây, ở đây chúng ta có cái bảng dependent này. Là cái bảng nó có cái trường primary key là trường ID. Đấy. Sau này trong cái bảng employee nó có cái khóa ngoại lai, chính là khóa chính. Đức ID chính là khóa chính của bảng department, nhưng nó trở thành foreign key, tức là khóa ngoại lai của cái bảng này. Và chính cái foreign key này nó tạo thành một cái quan hệ là một nhiều, tức là một department thì có nhiều employee. Cô lấy ví dụ như một cái quan hệ là lớp và sinh viên, thì cũng là một lớp sẽ có nhiều sinh viên, một quan hệ 1N, nó gọi là một quan hệ 1N. Cái bài toán nó có rất hay xảy ra đối với một cái quan hệ 1N. Nó có hai bảng và quan hệ 1N. Đấy, ví dụ một cái post thì có nhiều common. Lấy ví dụ thế, một cái dòng sản phẩm thì có nhiều sản phẩm. Một cái loại bánh, ví dụ bánh sinh nhật thì nó có nhiều bánh. Ví dụ bánh nọ bánh kia, vân vân. Tức là một cái khóa chính của một bảng này. Đây là khóa chính của cái bảng này. Sẽ là khóa ngoại lai, foreign key đấy, của cái bảng kia. Đấy, thế nên nó sẽ tạo thành một cái quan hệ 1 này. Và cái này là N, 1N đấy. Đấy, thì một cái bài quan hệ 1N người ta rất hay viết kiểu dạng này. Tức là nó có một, cái này là thẻ select này. Nó có một cái thẻ select. Nó sẽ duyệt từng thành phần của cái bảng 1 này. Ví dụ cô chọn ES này nhá, thì nó sẽ đưa ra, ở dưới này nó sẽ đưa ra toàn bộ cái nhân viên của cái phòng ban đấy. Đấy, ví dụ cô chọn IS thì nó sẽ đưa ra nhân viên của cái phòng ban IS này. Cô chọn AI, nó đưa ra nhân viên của phòng AI, vân vân. Đấy, nó hay có cái dạng bài như thế này. Thế chúng ta thấy là ở đây ấy, là nếu như cái bảng, cái employee này nhá, nó lại có cái thuộc tính là DID ID, có nghĩa là thuộc tính mã của cái department. Nhưng mà khi mà viết ra ở cái bảng này thì nó lại không phải viết ra cái DID ID, mà nó viết ra cái tên, cái name. Cái name của thằng, đây này, cái IS là name. Bình thường ví dụ đáng lẽ đây nó viết ra số 1, nhưng không. Vì nếu mà mình select cái bảng employee nó chỉ đưa ra được số 1 thôi. Nhưng ở đây nó lại không đưa ra số 1 mà lại đưa ra tên. Vậy để làm được điều này phải join hai cái bảng này với nhau. Đó. Nào, đầu tiên các em tạo cái database này, tạo cái bảng này trước, cái database này trước. Có hai cách. Bây giờ em chạy cho cô cái gì nhỉ? Chạy cái ấy đi. Chạy cái SQL Server, chạy SQL Server. Đấy. Chạy SQL Server. Xong em tích chuột và new query. Xong em copy toàn bộ cái này. Đây toàn bộ này. Công C. Công V. Xong rồi công A. Xong rồi chạy nó. Cô thì cô có sẵn rồi. Cô có sẵn này. Cái database này cô có rồi. Đấy, cô quay bảng department và bảng employee rồi này. Đây cái bảng department của cô này. Của cô thêm hai cái dưới này.
đây của các em ấy thì ở đâu rồi nhỉ? Cái phần ấy của cô đâu nhỉ? Cô chưa 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 ấy à? À, cô thiếu vậy, nó có cả dưới nữa mà. Cô thiếu, các em cóp xuống hết hết cái bảng này. Cô cóp này là cô cóp thiếu, thế nào không thấy? Đây nhá, department nó chỉ có 3 thôi. Đây 1 này, 2 này, 3 này. Nếu mà các em thì nó có 3 cái. Còn đây là employee. Cô cóp thiếu. Đấy là bảng, là bảng department. Còn bảng bị employee này. Đấy, các em thấy là rõ ràng cái bảng employee này nó chỉ đưa ra được cái đứt ID thôi. Xong chưa? Tạo xong cái database chưa các em? Ok, nào bây giờ Được. chúng ta tạo project nhé. Đây, cô new một cái project này. Web này. Cô đặt tên là SE1617 này. Em đi. Next này. Thật à, sự cái này cô để là bài 1 đi. Đây này. Em nhìn này. Đầu tiên á, cô sẽ phải copy cái thư viện vào đây. Thế cô sang phần file này. 1617 bài 1 đây. Đấy, ở phần file này cô để ở tên của project này. Cô new một cái folder. Thật sự cô đặt tên cái folder là library. Cô có ý đồ copy cái thư viện vào đây này. Đây, cái thư viện này. Em tìm cái thư viện ở đâu đấy, cô đưa cho bọn em rồi. Đấy, cô sẽ công V vào đây. Đây là có cái thư viện này. Đây cô sang cái, em có thể copy ở phía ngoài được, ra ngoài này copy cũng được. Cô copy tiện luôn đấy được. Cô quay lại cái project này. Bây giờ em thấy là trong cái library nó chưa có cái thư viện đấy. Bây giờ cô add nó vào này. Add cái thứ ba này. Cô tìm đến đúng cái project của mình đấy nhá. Đây, ổ C này. Đây này. Đây này. À, SE1417 này. Đây, library này. Đây, cô đưa đúng nó này. Tại sao cô phải đưa đúng? Bởi vì nếu mà cô cứ chạy ở máy cô ấy, thì cô đưa sai cái reference, cái tham chiếu này cũng không sao. Tức là cái thư viện này mà cô đưa sai ấy, thì nó cũng không vấn đề gì cả. Đây. Cái đâu nhỉ? Đây cô đưa sai cái đường dẫn này nó cũng không sao cả. Vì nó vẫn vẫn ở chỗ đấy. Nhưng bây giờ mà cô copy đi. Đấy, ví dụ cô copy cái 1417 này, 1417 bài 1. Đây. Cô copy đi đâu đấy. Xong rồi chạy sang máy khác thì có nghĩa là cái trỏ của đường dẫn ấy nó không không có. Bởi vì nó không có đây, nó không có trỏ sai. Đấy, thế nên cô sẽ phải trỏ đúng vào cái chỗ mà có cái này. Để copy đi, bi đi chỗ khác nó vẫn không bị sao, nó không bị lỗi, lỗi thiếu cái này. Nên cô phải trỏ đúng vào cái này. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là bài này kiểu gì cũng sẽ có ba cái packet này. Nên cô sẽ tạo luôn. Control L này. Packet thứ hai là cái DAL này. Thứ ba là liên quan mấy cái bảng ấy, thì tức là tạo các cái model này. Trong một cái bài này bao giờ nó có cái kết nối, cho nên cô copy luôn cái kết nối ở phía trên ấy. Cái DL đi thi nó cũng có sẵn cái file này cho em nhé. Công C này. Em công V vào đây thôi. Cái factor này. Công V vào cái DL thôi. Đấy, bây giờ em sửa. Đi thi mình cũng sửa cái database context. Thứ nhất là mình sửa cái database name. Là PMS là tên của cái database này các em này.
tên của cái database là mình sẽ làm việc với nó đấy. Cái thứ hai là đi thi thì cái này nó để trống, thì em điền vào SA, em điền vào cái mà lúc mà em đăng nhập vào đây ấy, nó là tài khoản SA là cái gì, pass của em là cái gì. Như của cô thì cô để là 123 đấy. Ok, đợi em làm thế xong chưa? Ok, xong chưa? Ok, đấy. Nào, bây giờ chúng ta phải tạo hai cái model, bởi vì liên quan hai cái bảng này. Một cái bảng là department này, một cái bảng employee. Theo em ấy, thì ta tạo bảng nào trước? Department trước. Đúng rồi, bao giờ mình cũng tạo department trước. Đây, các em nhìn cái bảng department này, nó có hai thuộc tính, một là ID, hai là name. Đấy, thế mình tạo, tốt nhất là mình tạo cái tên nó giống hệt đây này. Giống hệt cái department này, để cho đỡ nhầm. Tạo cái model này, mình new một cái file class này, công v này, cái tên này. Có hai thuộc tính, vừa rồi chúng ta thấy là nó có hai thuộc tính, một cái là integer, nó là ID này, cái hai là show, là name này. Có một con chờ không đối, một con chờ đủ đối đấy. Insert này, getter, insertter này. Đấy. Mình tạo xong cái gọi là cái model liên quan đến cái bảng department. Nào, bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái employee. Đấy, tạo một cái employee này. Đấy, cái employee nó sẽ có ID này, có name này, nó có date of birth. Cái date of birth này nó có hai, mình có thể dùng hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là mình dùng nó là date, thì nên là cô tạo cái employee đã nhé. New một cái là employee này. Class đặt tên là nếu mà mình khai báo cái đấy là date ấy, thì chúng ta nên lấy cái date của thằng SQL các em nhé. Java.sql này. Date này. Để ra chúng ta không lấy cái date của thằng utility. Nó có cái date là java.utility.date. Đấy là cách thứ nhất. Nếu mà em đặt cái thuộc tính, cái trường date of birth là date. Nhưng em hoàn toàn có thể xử lý cái trường date of birth này là show. Bởi khi mà em insert into vào cái bảng employee đấy, thì nó là cái nháy đơn mà. Nó nháy đơn cái date đấy. Thế vậy thì nó có thể coi là một cái show. Nhưng với điều kiện là em phải để cái show đấy đúng định dạng là date là được. Đấy, thế giả sử trong trường này, cái date này cô sẽ để nó là show. Còn ở đây nó có cái trường gender, thì ở SQL nó là bit, có nghĩa là nó là 0 và 1. Thì khi mà xây dựng model thì mình sẽ để trường gender là gì các em? Chính xác. Là bool, là ok, là convert được các em. Cái trường cuối cùng là trường đứt ID. Đáng lẽ là em sẽ để trường đứt ID là integer. Chắc chắn rồi. Thế nhưng mà em thấy là vừa rồi chúng ta thấy là đây, cô chạy cái lệnh SQL cho em nhìn này. Khi mà em muốn đưa ra cái danh sách employee đấy. Cô use MS. Bây giờ cô select cái bảng employee cho em nhìn nhé. Select Hoa Thị này. From employee. Mà cô select cái bảng này thì nó không đưa được tên của thằng này. Nó chỉ đưa được mã hàng này thôi. Thế mà rõ ràng cái bài này nó bắt đưa tên. Đấy. Nó bắt đưa tên này. Đấy. Thế vậy thì ta làm gì để đưa được tên? Đố các em. Đúng rồi. Ta sẽ join. In the join này. Cái bảng là department này. On.
con là D. Chrome này. In được rồi. Dependent ID bằng lại e.click cô chạy cái này cho em nhìn này. Thì nó đưa được tên. Đấy. Nhưng mà nếu mà ta viết thế này, các em nhìn này. Nó có trường ID này. Lại có trường ID này. Thế đến khi mà mình viết ấy, nó sẽ nhầm. Đấy, cái ID này là ID gì các em? ID của thằng gì? Rồi, rồi. Ừ, thế cái ID này lại là ID của thằng gì? Ừ, đấy, thế nên mình sửa cái hoa thị này đi. Tức là mình đưa cái gì ra thì mình đưa đích thị nó ra đây là e.id này. Mình đưa tiếp là e.name là tên của cái employee đấy. Tiếp mình có là e.date of birth này. Rồi e.gender này. Rồi mình không cần phải đưa hai cái như này nhé. Đây nó đưa hai lần này đúng không em? Đấy, vì nó join mà. Đấy, thế mình đưa là d chấm đứt d chấm id. Bây giờ s nó là đứt id đi. Đấy, xong mình đưa cái d chấm name. Xong mình đặt cái này là d name đi, cho đỡ nhầm. Vì nó có hai cái name mà. Đây này. Mình đặt nó khác đi. Cô chạy lại em nhìn. Ok rồi. Đây nhá, nó có cái ID của thằng employee, name này, date of birth này, gender này, đứt ID. Đứt ID đây chính là ID của thằng nào em? ID của thằng nào em? Department. Ừ, đây. Đây là name của thằng department rất là rõ ràng như thế này. Vậy thì khi mà thiết kế ở cái chỗ employee này ấy, thì cái trường này này, chúng ta sẽ thả vào đây cả thằng department này. Để tí mình ghép được name của nó mà lấy được cả ID lẫn là cả name của nó đấy, thế nên cô sẽ thiết kế chỗ này là private này, integer ID là ID của thằng employee này, private này, name này đấy. Private như cô bảo em là cái date of birth ấy, cô để là sâu date of birth à, cái gender ấy cô để là moon. Và cái trường này cô để hẳn nó là đi văn. Để là đi văn. Được, cô không để rất là đi đâu. Cô ném vào đây cả một cái đi văn mà. Tất nhiên là sẽ có một cái không đối này, có cái đủ đối này. Sau get setter này. Thiết kế xong hai cái model nó liên quan đến hai cái bảng là department và employee. Bây giờ cô sẽ nhìn vào đây ấy thì các em thấy là chúng ta sẽ có mấy lệnh down. Nhìn vào cái này có mấy lệnh down. Đấy. Ít nhất là có hai lệnh down. Tất nhiên là về sau bọn em viết thêm một lệnh down nữa là lệnh edit. Đây, cái lệnh dưới này, edit này. Đấy. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy cái bảng này chắc chắn cô nhìn thấy hai lệnh down rồi. Lệnh down thứ nhất là từ cái bảng nào đấy, cái chỗ cái thẻ select này, này từ cái bảng nào các em? Depart. Department. Thế nên cái bài này khá đơn giản nên cô nhốt nó vào chung một lớp đi cho dễ nhé. Cô không chia hai lớp nữa và cô new một lớp, nó xử lý hai cái lệnh đấy thôi mà. Cô đặt tên nó là down đấy. Tất nhiên là nó sẽ phải extender cái DB context này để nó lấy được cái connection này, nó phải kế thừa từ cái thằng cha cái vô tách tật này là có thể kế thừa cho thằng con được, mà thằng con xem được cái này để nó có cái connection để nó kết nối vào cái database này em này. Đấy, chắc chắn phải có cái này rồi. Như vừa rồi cô bảo em là cái lệnh đầu tiên là cái lệnh sẽ chạy cái này em này, nó lấy ra được toàn bộ cái gì kém, lấy ra toàn bộ cái gì, select từ cái bảng nào các em?
Đúng rồi. Đấy, mình lấy hết cái bảng department này ra này để cho vào cái thẻ select kia. Đưa hết cái này ra. Đấy, cô công C nhé, để tí cô dán sang bên này. Đấy, tức là nó trả về danh sách cái department này. Đấy, toàn bộ mà. Giả sử cô để cái này là get all đi. Cô import cái department vào này. Import cái list vào này. Cô tạo một cái tem đi. Đấy, công C này. Công V. Cái list này. Yêu một cái array list. Cô return luôn để nó đỡ có lỗi. Return nó trả về luôn cái list này. Cái này cô import cái array list vào này. Trả về luôn cái danh sách này luôn. Return luôn để nó đỡ lỗi. Đây. Chỗ này thì nó giống những bài trước các em học rồi. Ở đây nó sẽ có một lệnh SQL. Cô vừa bảo là cô sẽ công V. À, không. Công V cái này lệnh này em. Công C này. Cái lệnh là đưa hết ra này. Thì cô sẽ công V vào đây. Cái select thì bao giờ nó sẽ cần hai lớp. Hai cái interface. Import này. Java.sql prepare statement này. Và cái trả về một cái result set java.sql result set này. Hai cái này. Và cái này thì chắc chắn là phải try catch nên cô viết luôn là try catch. Sẽ gọi thằng prepare statement st, nó gọi cái thằng connection này. Nó kết nối ở bên bên thằng database context này, đây, nó gọi này, rồi nó gọi cái thằng prepare statement này để nó chạy cái lệnh lệnh này, này. Bây giờ nó gợi ý luôn vì chúng ta viết lệnh trước, xong rồi gợi ý luôn cho cái SQL exception nó đẩy ra này. Cái này nó sẽ trả về một cái result set này. Cái do set lệnh này là lệnh SQL query trả về một cái do set, nó trả về rất nhiều bản ghi nên cô sẽ có một cái gọi là why result set next này. Đấy, cơ bản là các em thấy là nó có hai thuộc tính thôi, đây nó khá đơn giản nên cô làm nó gọn gọn này, add luôn luôn, new luôn cái department, nó có hai thuộc tính thôi mà. Đây là result set, nó là một cái integer nên nó sẽ là get integer. Đây là cái ID này. Nó giống hệt ở đây cái ID và cái name này em. Đấy, cái thứ hai là cái name. Đó là result set get xong name. Cái này là name. Cô đã xong được cái đầu tiên là lấy ra toàn bộ cái department ở trong cái bảng department để cô có ý định là cho cái đấy vào trong cái thẻ select này. Cái lệnh thứ hai chính là cái lệnh dưới này em. Cái lệnh dưới này. Cô chạy cái lệnh dưới cho em xem. Đây, cái lệnh dưới. Nhưng mà mình có thể là đưa ra từng theo từng cái department một, có nghĩa là có một cái where là đứt ID. Giả sử cô đưa ra cái thằng department cái thằng một này thôi này, cái này nó có ba cái một này, nó đưa ra những employee của từng phòng ban thôi. Đấy, ví dụ đấy là phòng ban thứ nhất này, phòng ban thứ hai này. Đấy, tức là cái lệnh này là cái lệnh mà cô có ý đồ đẩy sang cái danh sách viết ở chỗ dưới này nè. Thì cái đấy nó cũng trả về một danh sách các employee này. Thế ở đây cô sẽ trả về danh sách của employee. Thì cái này cô đề là get này. Employee
employee by Đức ID đi. Đức ID đấy là trường Imager. Cô import cái employee vào. Cô sẽ khai cái này, công C này, công V, lưu một cái array list. Cô return luôn này, cho nó được bao lỗi. Bây giờ có cái lệnh SQL. Đó là cái lệnh này em. Đó là cái lệnh này. Như cái lệnh này thì em thấy là lần đầu chạy cái này này. Thì tùy bài nhé. Ví dụ ở đây cô thiết kế là có thể thiết kế là lần đầu chạy nó chưa đưa ra cái gì cả. Bởi vì cái trường select này cô có thêm một cái là please choose a department. Đấy. Tức là hoặc là lần đầu chạy mình đưa ra toàn bộ đi. Toàn bộ cái này. Nếu mà đưa ra toàn bộ thì là không có way. Đưa ra toàn bộ thì nó như thế này, này. Đưa ra toàn bộ. Đấy, cô sẽ copy cái lệnh này trước đi. Công C. To vào cái chỗ này là công V. Mét lại cho nó đỡ xấu. Cô cho xuống dòng để cho đỡ dễ nhìn nhé. Tức là ban đầu như thế này. Vậy thì mỗi một lần các em nhé, mỗi một lần em on chain ấy thì nó gửi sang bên server một cái ID. ID là 123 này, chẳng hạn này. Đấy, thì nó sẽ đưa lại cái này. Thế vậy thì có những lúc em chạy đầu tiên. Đấy, em chạy đầu tiên ấy thì là nó không có cái ID gì cả này. Please choose a department mà. Hoặc là em có thể chọn please choose the department để nó đưa ra tất cả mọi thứ. Thế vậy thì cái ID này nó bắt đầu từ 1. Thế vậy cô cho cái trường hợp mà please choose a department nó là 0 đi. Đấy, tức là nó đẻ ra cái trường hợp là 0 nữa. Thế nên cái này nó chỉ hiệu lực, tức là nó có where khi mà nó khác 0. Đấy. Thế nên ở đây cô sẽ viết là nếu cái đích ID mà khác 0 thì nó mới có thêm cái que đấy. SQL cộng bằng thêm cái que. Em nhớ là cách một cái nhé. Nếu mà em viết liền này này thì nó sẽ cộng sâu ở đây này. Cách một cái. Em cách ở đây cũng được, cách ở trên này cũng được. Để cho hai cái lệnh cộng sâu này nó không bị dính cái chỗ này vào. Đấy. Thì cái trường hợp này nó sẽ có điều kiện que này. Đứt ID đây này. Nó có điều kiện que là đứt ID này em này. Đứt ID này. Thì bằng, sau đó cộng với cái đứt ID. Đấy, thế đây là bằng này. Xong cô cộng với cái đứt ID. Cộng với cái đứt ID này. Mỗi lần mình thổi vào 1, 2, 3. Đấy. Bây giờ mình với try catch này. Một cái repair statement này. ST bằng connection này. Ba cái lệnh SQL đấy để cô sẽ gợi ý cái này, ông trả về một result set lệnh st.sql query rồi cũng quay đây là result.next. Vậy thì các em thấy là cái danh sách này chứa employee. Đây. Cái employee nó lại chứa thằng department. Và cái này. Đây. Thế nếu mà em nhìn trên cái lệnh này này. Cái lệnh select này. Thì cái department nó có cái đứt ID này. Nó có dname này. Vậy thì cô chạm tạo cái department trước đi. Đây. Là d. Cô new. Cái department. Nó có hai thuộc tính. Result set.get integer. Đó là đứt ID. Đứt ID đây này em. Đây này. Đây là name này. Result set.get show.
đó là name. Đấy, cô lấy được cái đứt ID ở đây nhá. Đấy, lấy được cái dname ở đây nhá, để cho vào cái department. Còn lại những cái này, cái này, cái này, cái này, cô cho vào cái employee. Đấy, đây, employee này. Any new cái employee. Đây. Cái này chắc chắn là department rồi. Đây này. Đây này, nó là department này. Đây này. Đấy, còn lại những cái còn lại này em này. Đây, còn lại đây này. Thứ nhất đó là result set.get integer, nó là ID, là cái này này, này. Tiếp theo là result set.get show tên, cái tên này. Bây giờ cái này cũng là show này, cái này cô khai báo bên kia, cái này cũng là show mà. Là result set.get show là date of birth. Bây giờ đến cái gender này. Đấy, cái gender thì là result set.get bool là gender. Nó tự convert được các em. Đây, cái cuối cùng là cái department. Department là cái này này. À, bây giờ cô add nó vào cái danh sách này và return nó về cái danh sách này. Đấy, nó có hai lệnh này thôi các em. À, lệnh đưa hết ra department, lệnh thứ hai là đưa cái employee by cái ID này. Cô ơi, cô ở đây nó có hai cái name đấy cô. Đâu name đâu? Name của department và name của employee. À đây, cô viết nhầm. Cô viết nhầm đấy các em ạ. Nó phải là gì? Dname. Đúng em, cô viết nhầm đấy. Đây, cô đã cố tình đặt là dname rồi mà. Để cho nó không bị nhầm ấy. Các em nhìn này. Đây này. Nó là dname, nhìn thấy chưa? Khi chạy ra đây này. Cái dname này. Còn cái dname là cái name của thằng employee. Còn cái name này là name của thằng gì các em? Department. Đấy, mà bây giờ cô đang muốn tạo cái thằng đi tiếp bắt mình mà. Cô biết sai đấy. Cô không dùng hoa thị nữa. Mà tại sao cô không dùng hoa thị thì cô vừa giải thích rồi. Cô buộc phải liệt kê nó ra, không thì nó bị nhầm. Nếu mà cô viết như bên kia thì cô phải để là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. Dùng cái index ấy, chứ không dùng cái tên này được đâu. Mà dùng cái index này dễ nhầm không? Nên cô sửa lại như thế này cho nó không nhầm. Đó, như vừa rồi đấy. Nó không nhầm. Được chưa các em? Hả? Ok nhá. Dạ. Được chưa? Ok. Bây giờ cô sẽ làm thằng servlet. Thì phải có thằng servlet nó viết thổi sang cái file GSP này này, nó thổi sang hai cái danh sách này, này. Nên chắc chắn là cô phải làm cái servlet trước. Cô new một cái servlet này. Đặt chủ đề nó là lead này. Và cứ cũng add nó vào trong cái web đi. Cái UL button có thể lead đi. Phí này. Tất nhiên là cô chạy cái này đầu tiên nên cô sẽ phải viết nó vào do get. Bây giờ đúng ghét. Thế thì cô sẽ gọi thằng đào này. Nhưng cái đào. Bây giờ cô sẽ lấy được cái danh sách department. Cô để nó là DPT cho đỡ nhầm. Cô gọi cái thằng D get on. Để nó trả về. Cô import cái department này, import cái list này. Đấy. Các em thấy là mỗi một lần submit form nhá, submit cái select này, có để một cái form mà mỗi lần submit cái form này ấy, thì nó truyền lên server một cái ID của cái thằng department này để mà chúng ta chạy cái lệnh này, các em này,
chạy cái lệnh lệnh select này, tức là nó phải có cái đứt ID này đấy. Thế nên chúng ta sẽ get được cái này. Ở cái select này mình sẽ get được cái đứt ID này, ID bằng bằng cái request chấm get parameter là đặt là đứt ID. Đứt ID này thực chất nó là một integer, nhưng nó xảy ra trường hợp như này. Lần đầu tiên mình chạy, chạy lần đầu tiên ấy thì nó chưa truyền cái gì cả, tức là cái thằng đứt ID này không có. Thế vậy tức là nó là null, tức là cái này là null này, vì lần đầu tiên chạy đấy. Tức là nếu nếu mà nó là null, tức là đứt ID mà bằng là null, nó chạy lần đầu mà, thì trong cái trường hợp này cô bảo là cô muốn viết ra toàn bộ. Mà cô muốn viết ra toàn bộ thì có nghĩa là nó sẽ là không, vì nó khác không à. Thế trường hợp này là không, nên cô sẽ gán cho nó là không. Trong trường hợp chạy đầu tiên ấy thì cái đứt ID raw này là không. Đấy. Thế bây giờ thì hoặc là không, hoặc là nó là cái mã của thằng department mà nó phải chuyển sang cái này. Thế nên nó cần cho anh kết. Sơ mà. Chắc là mình cứ cần try catch cho nó chắc chắn. Đấy, mình parser cái đứt ID sẽ bằng là integer parser parser raw này. Đây cái nhìn này nó sẽ đẩy ra một cái number format exception để nó đỡ lỗi đấy. Thế khi có cái đứt ID này rồi ấy thì mình có thể lấy được cái employee này, cái danh sách employee này. Để là import bằng d.f đây, by cái đứt ID này, này. Cô import cái employee vào đấy. Đấy, thế bây giờ cô sẽ truyền sang bên bên GFP đấy bằng cái lệnh gì các em, request.set gì attribute. Cô truyền cái đầu tiên là truyền thằng department trước. Đấy, thằng department này. Chuyển cái thứ hai là employee đấy. Hai cái danh sách mà. Về này. Thứ hai là thằng employee. Đấy, thằng employee. Chuyển hai cái này. Rồi cô bay đến cái trang danh sách ấy. Trang đấy cô đặt tên nó là list.php. Forward. Bây giờ cô sẽ tạo cái trang này. New một cái GSP. Đặt tên là lead. Mình đưa ra cái danh sách. Đây là list of employee. Ở đây các em thấy là đầu tiên nó có cái thẻ select này. Đấy, thì nó ở trong cái form. Thế cô sẽ có một cái thẻ là form. Đấy, thì nó có một cái department này. Ở đây là một cái thẻ select này. Đấy. Tất nhiên ở đây mình sẽ có cái name. Cái name đấy chính là cái ID. Thế khi mình select cái gì thì nó lấy được cái mã của cái đứt ID này. Đấy. Thế thì cái đầu tiên của cái thẻ select ấy, nó chính là cái chữ là please choose a department này. Đấy. Là cái option đầu tiên ấy. Đấy. Đó là please này, choose a department này. Có biết đúng không nhỉ? Đúng không? Đấy, đầu tiên là cái này. Như cô vừa bảo là cái trường hợp đầu tiên này thì cô để cái value của nó bằng không để cho nó đưa ra hết tất cả mọi thứ.
Thế còn tất cả những trường hợp sau ấy thì nó chính là cái mà nó đọc từ cái bảng department này. Đây nó vừa truyền sang cái năng này này. Đây nó đây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng bài học hôm vừa rồi vừa học rồi. Tức là ta dùng cái co. Viết đây cho nó đơn giản. Co. Co. Thì ở đây chắc chắn là mình sẽ phải for. Bên kia nó là một cái danh sách mà em. Cái danh sách đấy là một cái department này, là một cái request scope department. Đây. Nó truyền đấy em này. Truyền cái department này. Nó là một cái danh sách mà em. Đây này. Thế nên chúng ta phải for rồi. Đấy. Thì mỗi một cái thành phần mình sẽ viết một cái option. Thế thì ở đây mình lấy cái DID, có nghĩa là cái value của cái option này là mã của cái department. Nhưng mà khi mình viết ra thì nó lại là tên. Đây nhá, các em thấy là khi mà mình lựa chọn này, mình lựa chọn này, đây nó lựa chọn này, cái chỗ này lựa chọn này nó lại là tên. Nhưng mà khi mình truyền đi ấy, để get được cái value ấy, thì cái value lại là mã. Đấy. Thế đây nó sẽ là những cái option này. Cô viết đấy cho dễ. Cái chỗ này cái value ấy thì mình thổi vào đây là mã. Mã ở đây có nghĩa là D. Ở đây cô xin lỗi, ở đây còn va đấy. Là va. Mình để là D. Đấy thì ở đây nó là D.id. Tức là khi mà mình ghép cái này thì nó được là mã, nhưng mà chữ hiện ở đây ấy thì nó lại là tên D.d. Đây, cô chạy luôn cái chỗ này cho em nhìn nhé. Đây, các em nhìn này. Nó là tên. Nhưng mà khi mà mình gọi submit ấy, submit cái này này thì mình lấy được là cái ID. Vì mình để cái name của cái select là đứt ID cơ mà. Đấy. Ví dụ ở đây nó nếu mà mình chọn cái này nó được không này các em đấy, còn cái này nó có thể là 1, 2, 3 vân vân đấy. Đấy mình được cái này rồi, đây các em nhìn này. Được cái phía trên này rồi, cô kẻ một cái đi để cho nó tách bạch nhé. Đây cô kẻ một cái, kẻ ngang lên một cái thẻ HR. Ở đây cô sẽ để một cái bảng này, cái bảng đây các em nhìn này. Ở dưới này là một cái bảng này. Đây, ở dưới này là một cái bảng nhé. Cái employee ra cho một cái bảng. Table. Xem. Đây nó có những dòng. Cái dòng đầu tiên là dòng tiêu đề, đến thẻ TH. Đây nó có ID này. ID là employee ID này. Công C này. Name này. Date of birth này. Gender này. Rồi thì department này. Ví dụ có thêm cái edit này. Cái edit cô chưa làm. Đây là name nhé. Đây là date of birth này. Đây là gender này. Đây là department này. Đi sự ở đây là action này. Okay, ở dưới này cũng có thêm cái action này đúng không? Để à, thôi nó không có gì nữa, để trắng này. Nếu mà nó để trắng như này thì em để này, thôi cứ để cái action này. Đây. Thế thì ở đây ấy mình sẽ viết mỗi một cái employee vào đây này. Đấy, tức là mình được vừa được truyền cái thằng này. Nó là một cái danh sách mà. Đấy. Thì nó lại là một cái C for x. Nó là một cái request code này. Chấm imts. Nó phải trùng với cái bên đây nhé. Đây. Nó truyền sang cái thằng này này em. Và
Thì mỗi một cái này cô sẽ để một cái thẻ, một dòng mà. Thẻ zero. Mỗi cái này là mình để vào một ô. Cái chỗ này sẽ là ID. Là e.id. C này. Tên này. Date of birth này. Birth này. Rồi thì gender này. Rồi thì department này, department này. Cuối cùng là cái edit đấy. Này cô chưa làm gì nhá, em về làm sau. Này là name này, này là gì các em nhỉ? Date of birth đúng không? Date of birth này. Riêng cái trường này thì để lại đây này. Cái trường này là trường gender này. Cái gender là cô muốn để một cái. Trường này là mình sẽ để một cái department. Đây các em nhìn cái employee nhé, nó lấy một cái department này, thế có viết chữ department này, DPT này, xong cái department mình lại đưa name, đưa tên mà, nó đưa ra tên này, đấy, đưa ra name, đấy, bây giờ chúng ta cần một cái ảnh, một cái ảnh, đây cô có cái ảnh đấy rồi, các em cô đã gửi cho bọn em cái ảnh đấy rồi. Ảnh male and female thì cũng copy vào cái ảnh vào đây này. Cái ảnh nó gồm có là male và female đấy. Thế nên cái chỗ này mình sẽ có một cái if. If này là nếu là true, tức là e.sender này, là true đấy. Nếu mà là chu thì mình sẽ để một cái ảnh nam, ảnh nam, ảnh nêu. Còn nếu ngược lại đây không có eo mà các em nên cô copy này nhé, công C này, nếu mà ngược lại này, công V thì để cái ảnh nữ. Ngược lại là cái này thôi. Thì đây để cái ảnh nữ. Cái ảnh female. Chạy nhé. Tại sao cái ảnh không được. Image này. View lại view lại và chạy lại. Đấy. Thế nhưng mà nó chưa chưa chạy cái này em này. Nó chưa chạy cái này. Nó đã chạy cái này rồi. Đấy, nó đưa ra toàn bộ cái này. Đây các em nhìn là nó đưa ra là tên nhé. Đây là ID, name, date of birth, gender này. Đấy. Thế vậy mình sẽ viết cho cái thẻ select này. Như cô gợi ý ở đây ấy, là chúng ta dùng on-chain. On-chain. Tức là khi mà thay đổi ấy, khi mà mình on-chain là tức là thay đổi cái này. Đấy thì chúng ta sẽ submit cái form này. Đấy. Cái form này ấy, nó sẽ gọi cái list này, gọi lại cái servlet này này. Đấy. Và nó lấy được cái này mà em. Nó lấy được cái này. Đấy, thế bây giờ mình muốn gọi cái này thì để name cũng được, để ID, cô để ID đi. Cái này là F. Cái thằng tên cho cái form này. Để cô gọi cái này là document này. Document get element by id, gọi cái thằng f này, cái thằng form này, bây giờ submit nó, submit này, submit cái form này, submit cái đối tượng f này, f này là cái form này. Submit cái cô chạy chạy lại này. Đây là cô cái này
thì nó chỉ đưa cái thằng information thôi, computer science này. Đây. Cái này đi. Cái này đi. Không có gì đúng không em? Nhưng các em thấy bây giờ chúng ta không chạy được cái này. Không chạy được cái ply này. Bởi vì mỗi lần em thay đổi nhá thì cái này nó không đổi cái ply này. Thế có nghĩa là bây giờ em chọn cái ply là nó không thỏa mãn cái vấn đề là on-chain. Đấy, thế nên chúng ta cần là mỗi lần chúng ta chọn cái này thì nó phải viết cái này vào đây. Tức là nó là select cái này. Đấy. Thế nên ở cái bên 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 Servlet này mình truyền lại cái đứt ID này. Mình truyền lại cho bên cái phía người dùng ấy thêm cái đứt ID đấy để cho biết là mày vừa chọn cái gì. Thằng 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 người dùng ấy nó vừa vừa chọn cái gì, tức là mình quay lại trả về cho phía người dùng là mày vừa chọn cái gì. Vì là nó đẩy mình vừa chọn cái gì nhá, mình vừa chọn cái gì nhá, thì có phải là nó đẩy lên server không? Mình get được cái này mà. Mình get từ server để get được cái này. Đây là mình get được cái đứt ID này. Thế bây giờ mình truyền lại cho phía người dùng để cho mày biết là à mày vừa chọn cái này. Bây giờ cô lấy lại được cái này này. Đây, cô lấy lại được cái giá trị này. C2 chấm set này. À. Cô đặt tên là đứt ID value này. Đấy, cô lấy được cái request scope này, nó là đứt ID đấy. Đây, cô truyền lại đây nhé. Truyền lại nó là đứt ID này, cô truyền lại đây. Đấy. Thế vậy thì ở cái option này này, cô sẽ kiểm tra xem là nó có trùng với cái mà ở cái phiên trước mình chọn không. Nếu mà trùng cái phiên trước mình chọn này thì mình sẽ chọn cái đấy, chứ không ở đây các em thấy là nó luôn luôn trả về cái đầu tiên là cái ply này, chứ mặc dù bây giờ mình vừa chọn cái information system nhé, nó không giữ lại ở đây này. Đấy, thế thì bây giờ mình chọn cái gì thì nó giữ lại cái đấy, tức là nó select cái đấy. Ở đây cô sẽ cho một cái if này, if này, test này, nếu này, nếu cái đứt ID ấy, xin lỗi, cái đứt chấm ID, cái đứt chấm ID là cái mã này này mà bằng bằng cái phiên của trước này. Đây là lệnh true and false. Lại có một bạn bị lỗi này mà cô tìm mãi không ra, nó viết thế này em. Cái này là cái if này thì cái test này trả về true hay là false, nó phải là cái này nó mới trả về true and false nhé. Tức là nếu như mà thế này thì cái này được lựa chọn selected, selected tức là cái thẻ selected cho cái option này chọn này. Đây. Đây nhá. Các em nhìn cô chọn information này, đây nó giữ lại cái information này. À, nó giữ lại cái một này. Đấy. Thế vậy thì đây và nó thỏa mãn được cho cái việc là trên. Ok.